allow you. An ally has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Double kill. I can hear the victory song. Quad kill. Dragon Rain Tower is under attack. Legendary. I can hear the Anh em nào có nhu cầu gọi là cày thế lên quân và mua nick lên quân, tìm nick theo gọi là skin yêu cầu thì nhắn tin gọi là cho nơ mà hạt. Welcome to Arena of Valor. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của chúng ta. Thì trong clip này mình sẽ làm về vị tướng gọi là xạ thủ cuối cùng, một xạ thủ ảo diệu nhất liên quân. Tất cả thì có đó là 18 vị tướng xạ thủ đúng không? Thì mình đã làm gọi là tất cả 17 tướng ở mùa này rồi. Còn vị tướng xạ thủ đó là Elan đó. Thì bây giờ mình sẽ làm cho anh em luôn, cũng như trình bày cho anh em đó là về chiêu thức của vị tướng này, trang bị bảng ngọc và phù hiệu. Chắc chắn một điều rằng Elan đó là một xạ thủ gọi là anh em đã vào thì có lẽ là đi rừng là phương án tối ưu nhất. Thời điểm hiện tại thì việc là các vị tướng xạ thủ đấu sĩ đi rừng được sử dụng gần như là tối ưu. Xạ thủ thì bây giờ có lẽ là Phoenix hoặc đó là Elan đó là một trong những vị tướng xạ thủ còn được đó là trọng dụng, còn lại thì rất chi là ít. Cái này thì team bên địch gọi là sáng cướp bóc cả kiểu. Tình huống này mình lướt lên định bắt vị trí Violet nhưng mà không bắt được, nên là quay trở lại bắt vị trí của FP tem đi cũng được. Lượng máu thì cũng khá là thấp, chưa lên được level 4, chỉ ăn được con bơ đỏ. Nhưng mà dầu sao thì cũng lùng được một màng hạ gục, thì bây giờ mình sẽ lùi về thôi. 1-2 dành cho hai bên, hơi lỗ thể đến từ team bên mình xíu. Đối với chất tướng Elan đó là một chất tướng cực kỳ là ảo diệu luôn. Có lẽ là gần như vị tướng này thì mức rank thấp thì gần như là không mấy khi xuất hiện cả anh em ạ. Rất chỉ là ít luôn, bởi vì vị tướng này đòi hỏi kỹ năng của anh em cũng tốt. Mà anh em phải đó là hợp lý. Chơi hợp lý chứ chơi không hợp lý thì anh em rất chỉ là dễ gọi là nộp mạng. Chơi vị tướng này thì anh em phải gọi là nhanh tay này, nhanh mắt này, các kiểu nữa. Tâm quan sát cũng phải tốt. Kỹ năng của anh em cũng phải tốt mới gọi là chơi vị tướng này ok được. Tất nhiên thì bên cạnh đó thì cũng phải đó là hiểu rõ về chiêu thức trước đã, rồi khi đó anh em mới có thể đó làm được những thứ khác. Bây giờ thì mình cứ cấu rỉa tém địch trước đã. Rồi ví như pha này chẳng hạn, láo chưa một đến, pha này bắt được này, đẩy lui vặt này. Hay rồi anh em ạ, Violet chỉ còn xỉu máu. Và Van Heo tém mình tiền đó là Violet tém địch lên bảng điểm số. Bắt đầu thì rất máy gọi là đẩy lui được đó là vị trí của Violet đấy. Và khi anh em đẩy lui được chiêu cuối thì đối phương sẽ bị làm choáng trong vòng. Đó là 0.75 giây. Về chiêu thức của Elan đó thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em gọi là phi điệp, anh em lượt gọi là theo hướng chỉ định, có thể là qua địa hình và để lại đó là một cây bóng giống như Murat ấy. Đấy anh em đấy, để lại một cây bóng và con bướm đó anh em giật lại, kích hoạt thêm một lần nữa thì anh em giật lại. Đấy anh em để cây bóng đó, kích hoạt một lần nữa thì anh em giật lại. Còn về chiêu thức thứ hai thì anh em kích hoạt một phát thì con bướm sẽ bay. Đấy anh em thấy thì con bướm bay đúng không? Thì anh em kích hoạt vào thì gọi là anh em sẽ về vị trí gọi là con bướm. Đó là về chiêu thức thứ hai. Và trong vùng ảnh hưởng thì gọi là mục tiêu sẽ bị gọi là chiêu sát thương. Đấy đó anh em thấy chứ. Nói chung thì chiêu hai là như vậy. Còn chiêu cuối phá kén thì anh em gọi là sử dụng trúng mục tiêu thì sẽ đẩy lui mục tiêu, gây sát thương và làm choáng nhẹ gọi là mục tiêu xíu. Đó là về chiêu thức của vị tướng Elan đó thôi. Rồi, pha này thì sẽ lên hỗ trợ khu đường rồng nhá. Vẫn đang được bắn anh em ạ. Đẩy đó là chiêu cuối làm choáng vị trí SP tem địch luôn. Và tiện SP tem địch lên bảng điểm số.
Pha này thì mình lại đó là lượt chiêu 1 lên bắn và giật về. Thì bây giờ thì sẽ lại ăn con rồng nha. Đây, chiêu 1 của anh em thì lượt lên đấy và lại bắn thôi. Đó, cũng đơn giản là như vậy. Chiêu 2 vậy, anh em kích hoạt. Và anh em thấy thì con bướm bay một vòng tròn đó đúng không? Thôi bắn và gây sát thương thôi. Tất nhiên thì đám của vị tướng Elandor này thì đến từ các đòn đánh thương thôi. Còn về chiêu cuối thì anh em sử dụng để đẩy lui đó tướng địch giống như một phép bảo kê, hoặc là một phép gọi là đẩy lui tướng địch lại để tạo được đột biến. Về chiêu thức thì đơn giản như vậy, nhưng mà anh em chú ý về nội tài của vị tướng này. Nội tài của vị tướng Elandor đó là tinh linh ấn. Thì khi gọi là Elandor đánh thương á, thì sẽ cộng dồn cái dấu ấn trúng mục tiêu vào mục tiêu ấy. Thì khi mà đủ bá gọi là ấn thì sẽ gọi là gây nổ sát thương. Và đặc biệt thì khi anh em ví dụ lượt chiêu 1 hoặc là sử dụng chiêu 2, gọi là sử dụng chiếu hoặc là thu hồi gọi là chiếu ấy, thì đòn đánh thương thì sẽ đó là gây thêm sát thương nhá. Vì thế cách chơi và cách phám của vị tướng Elandor này thì cũng khá là đơn giản. Tức là anh em cứ gọi là lượt lên, rồi sau đó bắn, sau đó thì giật lại đó là cây bóng. Và một cách đó là anh em để đảm bảo an toàn khi đối phương gọi là anh em muốn bắn trù á, thì anh em sử dụng chiêu 2 trước để con bướm nó bay vòng tròn đúng không? Anh em lượt chiêu 1 lên và tiếp cận khu vực cửa bắn tay bên địch. Rồi sau đó anh em kích hoạt chiêu 2 thêm một lần nữa là anh em sẽ về đó là cây bóng của chiêu 2. Bởi vì khi anh em sử dụng chiêu 2, tức là anh em chỉ có một lần bóng thôi. Anh em sử dụng chiêu 2 thì cây bướm đó sẽ quay vòng tròn đúng không? Anh em lượt chiêu 1 lên. Thì khi anh em gọi là giật về phạt bằng chiêu 2, thì khi đó thì anh em sẽ giật về khoảng cách rất là xa. Thì xíu nữa mình sẽ gọi là làm cho anh em để anh em hiểu rõ hơn. Còn cách chơi bình thường thì anh em cứ gọi là lượt chiêu 1 lên bắn kích hoạt chiêu 2 để gây sát thương thôi. Nói chung đơn giản là như vậy. Tất nhiên anh em cứ gọi là bắn cảm giác ok thì anh em bắn tiếp, còn không cảm giác ok thì anh em có thể giật về đó là cái bướm để có thể đảm bảo an toàn. Đấy, ví dụ như pha này chẳng hạn này, mình đặt cái bóng ở xa nhá. Đây, nguy hiểm phạt là mình giật về luôn. Rồi pha này lượt chiêu 1 lên bắn này, nhưng pha này thì không có nguy hiểm, anh em đã sử dụng chiêu cuối để làm choáng này. Lượt chiêu 1 này, giật chiêu 1 lại bắn tiếp này, triple cứu này, bắn tiếp này và chắc chắn thì lên bảng điểm số và quá đa cứu dành cho mình. Tức là mình sẽ đảm bảo một cái phương án gọi là an toàn và lùng được cái quá đa cứu khá là thơm phức anh em ạ. Kiểu là phá đỏ mình mà vào gọi là bốc đầu vị trí của Violet đúng không? Lỡ mà tém địch lui về nó sốc đám mình phạt còn ít máu thì mình có thể kích hoạt chiêu 2 phạt là mình giật về đó là cái bóng. Thì đó là cách chơi của vị tướng Elandor thôi. Nói chung vị tướng này thì cũng không có gì đó là quá khó cả về chiêu thức, nhưng mà để anh em thực hiện combo cho chuẩn cho tốt thì thực sự cũng rất là khó. Và đặc biệt đó là chiêu 2, anh em nên nhớ chiêu 2 nhiều khi là anh em phải quan sát cái bướm này đang bay ở đâu. Nhiều anh em gọi là chưa quen thì nhiều khi gọi là kích hoạt chiêu 2 phạt lại bay vào giật bóng thêm một lần nữa lại quay trở về đó là vị trí của tem bên địch và nộp mạng cho team bên địch luôn, nên anh em lưu ý cho mình điều đó một xíu. Thì đó là về chiêu thức của vị tướng Elandor, mình trình bày cụ thể cho anh em như vậy, cách cũng như đó là cách chơi. Còn về trang bị dành cho Elandor thì sẽ lấy như thế nào? Đầu tiên thì đi rừng sẽ lên cây cúng bảo tổ tăng tốc đánh. Món đồ thứ hai thì dây kiến cương để kháng yêu khống chế. Món đồ thứ ba kiếm phân nia đánh theo phân trăm máu. Món đồ thứ tư thì thành kiếm chí mạng. Món đồ thứ năm thì diệt thân cúng xuyên giáp. Và cuối cùng là giáp hồ mạnh để đảm bảo an toàn. Biểu đồ này thì anh em bắn tánh hay là bắn nhưng vì tường máu dây cũng rất là đau. Rồi pha này thì tiễn dây phi tem địch lên bảng điểm số. Nếu mà tem địch ở thế trống trù á, thì anh em thấy thì mình chuẩn bị hồi chiêu 2 đúng không? Mình kích hoạt chiêu 2 này, rồi sau đó lượt chiêu 1 lên. Đấy, lượt chiêu 1 lên, bắn, vật giật, đó là chiêu 2 lại phạt. Đây, anh em thấy chứ, khoảng cách rất là xa luôn. Thế nên cho dù tem bên địch cơ động thì cũng rất là khó để đuổi Elandor. Phát đó thì mình lùng được màng của vị trí Crisis, thân thánh. Thế đó cũng là cách chơi của vị tướng Elandor. Đấy, cứ kích hoạt vào bắn thôi. Nguy hiểm phạt thì anh em giật ở vị trí rất là xa. Đó là một phương án để anh em đảm bảo an toàn. Kiểu là anh em muốn bắn trù thì cứ theo mình gọi là như vậy thôi. Đây, ví dụ pha này, chơi luôn này, quật luôn này, đánh luôn này, đập luôn này, bắn luôn này, lên bảng điểm số này. Rồi, pha này thì sẽ lượt lên này, bắn luôn này, lên bảng điểm số này, double kill này.
Thì đó là cách chơi của vị tướng Island đó, mình gọi là trình bày cho anh em như vậy để anh em hiểu rõ hơn gọi là về chất tướng. Thì mình nghĩ đó là vị tướng này, ui đám của Violet cũng to anh em ạ. Và anh em thấy thì đó là một điểm yếu của Island đó này. Anh em thấy thì Island đó đó là máu cực kỳ là mỏng luôn. Nên là ở giai đoạn V6 á thì gặp những chất tướng gọi là nó sốc đám thì nó chỉ cần chạm nhẹ phát là Island đó lên bảng điểm số liền. Island đó thì gần như đó là sơ các vị tướng thuộc sang là các chiêu thức không cần định hướng á. Các vị tướng mà cần định hướng rất là khó bắt Island đó, bởi vì vị tướng này rất là cơ động. Còn những vị tướng không có khả năng định hướng, ví dụ như chiếu của Violet chẳng hạn, nó cứ lồn phạt có tâm nhiên là nó bắn thì sẽ cực kỳ là khó chịu, đặc biệt là giai đoạn cuối game. Island đó thì mạnh đầu game thôi. Rồi pha này thì sẽ bắt đó là vị trí của Zephyr luôn nhá. Phù hiệu thì mình sẽ sử dụng phù hiệu tính lính để giúp gây thêm sát thương đấy. Còn về bảng ngọc dành cho Island đó thì sẽ sử dụng bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ 5 viên tốc đánh tỷ lệ chỉ mạng và 5 viên tỷ lệ chỉ mạng và sát thương chỉ mạng. Ngọc tím thì 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Rồi pha này thì sẽ vào bắt Chrissy này, nhưng mà Chrissy bỏ chạy rồi thì sẽ lấy luôn cái trụ này có 3 đường lính siêu cấp đấy anh em ạ. Trận đấu này thì nói chung cũng ok rồi. Bây giờ thì sẽ đó là bắt luôn đó là vị trí của Malok Tempedic nhá. Rồi Malok này, này thì Malok này lên bảng điểm số. Có 3 đường lính siêu cấp rồi thì chắc chắn thì bây giờ tỷ lệ giành chiến thắng thì cũng sẽ cao. Bắn luôn này. FP tem địch phải lui về rồi, bắt luôn đó là Zephyr này lên bảng điểm số tiếp. Rồi đẩy lui vị trí đó là của Chrissy tem địch và Chrissy lên bảng điểm số. Mình giật bóng lại. Chiếc cuối anh em phá kèn và anh em có thể giật bóng lại nữa. Và bây giờ thì chắc chắn là trận đấu nó sẽ kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nói chung về xạ thủ thì mình đã làm tất cả các vị tướng xạ thủ ở mùa này rồi. Nếu là anh em quan tâm thì có thể vào phần gọi là video và xem nhé. Cảm ơn anh em. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo.